Xin chào tất cả anh em đã trở lại với Ly Cordio và tiếp tục trong cái buổi tối ngày hôm nay. Khôi xin giới thiệu với anh em một con ôm ly khủng long đến từ một thương hiệu rất nổi tiếng luôn, đó là Marang. Và model hôm nay là BM90, một trong những tên tuổi huyền thoại mà nhiều anh em cũng biết tới. Vì cái con này là nổi tiếng anh em, nó là đến Class A. Thì Class A là gì? Thì tí nữa khi đi vào cái phần cấu tạo, phần ruột gan thì Khôi sẽ nói luôn, hoặc là tới cái phần phối ghép thì Khôi sẽ nói một lần anh em nhé. Còn bây giờ phần đầu tiên là mình sẽ xem cái ngoại hình của nó rất đẹp anh em. Thì cái con này nó đẹp là nó có hai cái má bằng gan anh em, bằng gan này, và được sơn chung với cái dòng CD của hãng Philip anh em, rất đẹp ha. Đó. Nhiều con về là nó chảy, nó tróc hết mấy cái này, phải đi sơn lại. Dù như cái con này là zin ha, rất đẹp. Và cái mặt mũi của nó là quá đẹp luôn rồi này. Mặt mũi của nó rất là đẹp. Rất đẹp. Nói chung là về được cái con này rất ưng ý này. Tuyệt vời ha. Thậm chí là nhiều con nó mất mấy cái chán này này. Không có. Nhiều mất là nó mất giá trị luôn. À, con này vẫn còn ha. Tuyệt vời. Tuyệt đẹp luôn. Nắp các thứ là đều zin luôn anh em ha. Thì mình nhìn kỹ á. Thì có vài chỗ này. À, có chỗ này. Chỗ này thì bị dơ này. Bên này dơ. Bên này là bị hơi bị hoen này ha. Nhưng mà mình quyết định để như vậy tại vì là zin. À, thì tổng thể của nó là rất là đẹp anh em, tổng thể là đẹp. Các cái phần chức năng thì mình ấn vào đây, bút này, bút là ấn này, rồi nó sẽ hạ ra. À, thì dưới này sẽ có rất là nhiều chức năng ha. Thì cái này đơn giản rồi, khi nào sử dụng thì mình sẽ biết tới ha. Đó, không xài thì mình để lại. Nó rất là chuyên nghiệp ha. Nhìn nó cái phần thiết kế của nó rất là rồ ha, rất là tuyệt vời đó. Về cái trọng lượng thì con này nó gần 30 kg nè, rất là nặng ha, rất là gấu. À, thì tí nữa con sẽ tháo ra cho anh em xem sò tụ ở trong đó, anh em sẽ giật mình luôn nha. Rồi bây giờ con sẽ xoay cái đít nó lại để anh em cùng xem được cái phần là công suất ha. Đây đó, anh em thấy đít rất đẹp rồi nè, không khác gì một cái đông ly mới ha, không có gì mà rất là đẹp, rất là rồi. À, ốc nó còn zin luôn ha, ốc đồng này, ốc đồng. Rồi, thì anh em thấy các cái giắc của nó đều được màu vàng anh em ha. Màu vàng rất đẹp. Đến hai cặp loa. Thì điện là 100V, tại vì con này là dòng Nhật nha. Công suất của nó là 290W, rất là lớn rồi nè. Dòng Class A như vậy là rất là lớn ha. Rồi, có một điểm đặc biệt nữa là ở đây là cổng ba lăng. Có nghĩa là những cái con CD lớn của dòng Sony, của dòng Đờ Nông có thêm cái cổng ba lăng này. Anh em nên trải nghiệm, nó rất là hay. Hay anh em nhé. Tại vì cái cổng này là tiếng rất là chuẩn luôn. Rất là chuẩn luôn. Đó. Thì con này á, là cũng thuộc dòng âm ly. Đây, anh em thấy này. 4-16 ôm. Có nghĩa là sao? Mình đánh tất cả các dòng loa Đức này, Ân này, Mỹ này, đều đánh được. Đó. Khi nào á, mình muốn đánh hai cặp thì mình cộng nó lại. Nè, một số 1 cộng số 2 thì nó sẽ trở lại 8-16 ôm. À, anh em trải nghiệm thì anh em để ý mấy cái phần option này nha. Rồi dây nguồn zin anh em ha, dây nguồn zin rất là tuyệt vời. Nói chung là một con âm ly rất là đẹp và giá trị luôn. Rồi ok, bây giờ Khôi sẽ tháo cái nắp nó ra để cho anh em cùng xem cái phần ruột gan, và Khôi sẽ tư vấn tiếp về cái phần là Class A và phôi ghép anh em nha. Khôi đã tháo cái nắp nó ra đây nè, để cái má nó ra này. Đây thằng cu con này là ngồi chơi với ba đây. Rồi đây anh em nhìn vào cái ruột gan của nó rất là khủng anh em, và rất là mới ha. À, rất là mới, cái này nguyên bụi luôn anh em, nguyên bụi ha, mà nó mới vậy đó. Con này zin tuyệt đối nguyên bản luôn, anh em yên tâm mua về sử dụng ha. À, thì tụ với nguồn nằm dưới này, nó được bọc lại, được che lại ha. Đây nè, tụ này. Rồi sò thì con này đánh 8 con sò to ha, sò than to. Và bên đó là một bên có thêm mấy con sò đệm nữa. À, thì tí nó không sẽ lật nó lên một phần dưới. Anh em nhìn bùi này, dấu vết bùi còn trong này. Đó, tuyệt vời. Con này nó không có sexy anh em ha. Nhưng mà anh em nhìn vào đây là hai cái tàu nhiệt rất là to. Dùng Class A công suất lớn ha. Bắt buộc nó phải sử dụng tàu nhiệt to. À, nên khi anh em nghe, anh em sờ vào á, anh em thấy nóng là đúng nha. Đó, rồi. Anh em thấy một số chi tiết này rất là đẹp hơn. Anh em thấy này. Nói chung là tuyệt vời nè, một con âm ly đáng để đem chơi và sưu tầm ha. Đó, thật đẹp luôn, rất đẹp, rất đẳng cấp luôn ha.
Trưng bày thì khỏi phải nói rồi, gấu. Gấu. Rồi ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ cái phần tiếp theo là khôi khôi lật nó lên để cho anh em xem cái phần mặt đít ở dưới ha. Đây là cái phần mặt đít của nó nè, thì khôi cũng đã chịu khó cái tháo ra cho anh em cùng xem ha. Anh em nhìn thấy này, chưa có một cái dấu vết nào của cái việc mà sửa chữa bảo trì bảo hành ở đây anh em ha, zin tuyệt đối luôn. Đó. Thì con này đánh 8 con sò to. 8 con sò to anh em ha. 1 2 3 4 này. Bên này 4 con là 8 con. Ngoài ra thì nó có thêm các con sò đềm nữa. Các con sò đềm nữa. Thì tí nữa có lật ra cho anh em cùng xem. Rất đẹp anh em ha. Chân chén nó còn đầy đủ này. Nhìn vào mấy cái chân này là biết nó đẹp rồi nha. Anh em thấy. Thì con này nặng quá nên không phải đưa thấp xuống. Đây. Anh em nhìn vào các cái chân này rất là mới luôn ha. Cái sườn này á là cái sườn đồng anh em ha, sườn gang. Nên nó không thể là bảy màu được nha. Cái này là sườn gang anh em ha. Đó, anh em thấy sườn gang này. Đó. Rồi ok, tại vì cái con này là class A. Anh hiểu không? Class A nên là nó phải tản nhiệt. Tản nhiệt rất là nóng, anh em thấy đấu nối vô đây tất cả vô đây nè, hả? Nên là cái sườn này là có cái phần tản nhiệt. Đó. Bao mật nó không liên quan gì tới cái này hết anh em nha. Đó là cái class A nóng bỏng. Gọi là class A nóng bỏng đó, nó là như vậy anh em ha. Rồi ok, bây giờ thì Khôi sẽ lật lại nha để anh em cùng xem. Hai cái phần tản nhiệt rất là to anh em. Con dùng công suất lớn. Sò than là phải thiết kế các cái phần tản nhiệt rất là to ha. Rồi thì phần cuối thì Khôi báo giá đây luôn. Vì đây là một con đẹp. Khôi lựa chọn cái con đẹp nhất trong cái lô hàng về để phục vụ anh em chơi và sưu tầm, nên là con này nó có cái giá cao hơn những cái con mà đang bán trên thị trường. Thì với cái mức giá 15 triệu thì có thấy nó hoàn toàn hợp lý nè nha. 15 triệu thì con này anh em có thể dùng nó để đánh với các dòng lá Âu, kể cả tan noi rất là hay. Những ai mà chơi ngại chơi đèn mà thích cái chất âm ngọt ngào thì Class A nhẹ nhàng ngọt ngào bay bổng thì con này thể hiện rất là tốt, đặc biệt là nghe nhạc sang, nhạc nhạc không lời, nhạc tiếng Anh nhé. Ngoài ra thì con này đánh được nhiều nhiều loa Bione, JBL 100, Century đánh đều rất hay nhá. Rồi đó là về cái phần phối ghép, thì anh em nào quan tâm liên hệ trực tiếp cho Khôi để anh em mình cùng giao lưu. Và phần cuối thì sẽ mời anh em cùng với Khôi mình sẽ nghe thử chất âm với một ca khúc trữ tình của Thùy Dương ha. Khôi rất là thích Thùy Dương là vì dễ thương, đánh hát nhạc trữ tình rất là hay, giọng ca rất là ngân và hơi dài nhá. Rồi. Tay em
xa đi rồi. Người ơi, còn thương chi nữa giết chết thơ ngây. Em khóc cho ai đêm nay, anh khóc cho em ngày mai. Cái đề nó bị sướng anh em nha. Thì như Khôi đã nói là cái con này có cái phần class A này. Class A mình chọn ở dưới này nhá. Nhưng mà mình test qua điện thoại thì nói thật với anh em là nó cũng khó lắm, khó để mình nhận biệt với hình dung. Nên cái phần đó có bỏ qua không test ha. Chỉ có test các chức năng cơ bản bình thường thôi. Con này nó có một cái phần sound direct nữa. Sound direct là gì? Là có người làm mình đây là mặt cân bằng ở chế độ tự động nha. Nên là dù như anh em không muốn là phải cân chỉnh, anh em có thể chọn vào cái cổng này. Cổng này á thì mình phải chọn tín hiệu đầu vào ở phía sau nha. Đó thì lúc đó mình sẽ nghe cái chức năng này, có nghĩa là mật cân bằng. Rồi ok, thì đó là xong ha. Thì âm ly thì zin rồi. Không có gì để nói thêm. Đẹp, anh em chỉ cần là thấy hợp và cái dàn của mình thì mình sẽ ủng hộ Khôi ha. Rồi, cặp loa Khôi đang ghép đó là cái cặp loa IMF IMF Alone ha, 440. Cặp loa rất là quý hiếm này. Nên tạm thời Khôi vẫn khoe và chưa bán nha. Mức giá đầu tư cho cặp loa này là gần 30 triệu. Nên anh em nào mà có nhu cầu á thì mình chuẩn bị tài chính trước ha. Rồi đến khi Khôi đăng lên thì ủng hộ cho Khôi. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều và chúc tất cả anh em một buổi tối tốt lành.